Hồ Ngọc Hà bồng cặp sinh đôi ra hội an diễn sâu của Dương Triệu Vũ. Hồ Ngọc Hà khiến fan thích thú khi để lộ khoảnh khắc giản dị bên Kim Lý và hai con sinh đôi. Và sáng ngày 23 tháng 4, các sao Việt như Đàm Vĩnh Hưng, Như Quỳnh, Hồ Ngọc Hà đã gây chú ý khi đồng loạt di chuyển ra Hội An, Quảng Nam để tham gia live sâu uyên uyển của Dương Triệu Vũ. Giọng ca tìm lại giấc mơ được Kim Lý tháp tùng, dẫn theo hai bé song sinh là Lisa và Leon. Cả gia đình nữ ca sĩ đã để lộ nhiều khoảnh khắc đáng yêu cùng con tại sân bay. Đàm Vĩnh Hưng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả ngay khi đáp xuống sân bay. Nam ca sĩ gây ấn tượng với phong cách thời trang sành điệu và sự gần gũi với người hâm mộ. Góp mặt tại Lai show của người em thân thiết hơn 20 năm, Mr. Đàm cho biết anh sẽ cháy hết mình trong đêm diễn. Danh ca như Quỳnh Quấn Quýt bên đàn em Dương Triệu Vũ, cô thu hút công chúng bởi vẻ đẹp dịu dàng và đầm thắm. Là một trong bốn ca sĩ khách mời đặc biệt của Dương Triệu Vũ, Hồ Ngọc Hà được Kim Lý Tháp Tùng đi cùng hai thiên thần nhỏ của mình. Hình ảnh cả hai bé con nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của công chúng tại sân bay. Khoảnh khắc Kim Lý bổng con, dùng nón trên nắng khiến fan thích thú. Cặp sinh đôi của Hà Hồ và Kim Lý chào đời hồi đầu tháng 11 năm 2020. Đến hiện tại hai bé đã được gần 6 tháng tuổi. Được biết đây là lần trở lại đầu tiên của Hồ Ngọc Hà tại sân khấu lớn sau khi sinh con. Cô bày tỏ hạnh phúc khi vượt cạn thành công và có hai em bé kháu khỉnh đáng yêu. Đặc biệt bé trai Leo là nhân vật được đông đảo khán giả quan tâm vì vẻ bụ bẫm và đáng yêu. Bé gây chú ý với bức ảnh để lộ phản ứng ngây ngô và hài hước. Không chỉ có sự xuất hiện của dàn sao, bố mẹ của Dương Triệu Vũ cũng tay trong tay đến Hội An để ủng hộ con trai.